Phụ nữ chúng ta bước qua tuổi 2 năm sau khi sinh con đầu lòng, và đặc biệt là những chị em đến tuổi tiền mãn kinh thường mất ngủ, căng thẳng, suy giảm nội tiết tố, làm cho làn da của chúng ta bị nám và sạm da, da đồi mồi, ảnh hưởng trầm trọng đến thẩm mỹ, sắc đẹp và sức khỏe của làn da. Làn da đen sạm, nhăn nheo khiến cho chị em tự ti mặc cảm, thiếu tự tin khi đi giao tiếp ngoài xã hội. Những lo âu muộn phiền làm cho cuộc sống của chị em buồn thảm và ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình. Chị em chúng ta rất cần và cần ngay một cái giải pháp để điều trị nám tàn nhang hiệu quả tận gốc. Những phương pháp can thiệp của y học hiện đại như nan kim, bắn laser hay bôi kem chỉ giải quyết được nám trên bề mặt da, chỉ giúp hết nám tạm thời. Để chữa trị tận gốc, ta cần có một phương pháp mạnh để triệt tiêu và đào thải gốc nám từ bên trong. Tiền đây, Dược Sư Luận xin mách cho chị em một bí kíp đánh bay nám tàn nhang để có làn da căng bóng, trắng hồng rạng rỡ, bước dân gian để cứu vãn tuổi xuân cho làn da của mình. Bài thuốc gồm có hạt thủ ô đỏ 16g, đầu ván trắng 10g, cúc tần 10g, hương phụ 10g, ngải cứu 10g, nhân trần 10g, mã đề 8g, lạc tiên 8g, cam thảo nam 6g, gừng nướng 4g, cỏ mân trầu 8g và bạc hà 8g. Tất cả các dược liệu trên chúng ta đem sao vàng hạ thổ, rửa sạch, sau đó là bỏ vào một cái ống sắt. Chúng ta đổ 4 chén nước, sắc lại còn 1 chén. Ngày chúng ta uống 2 lần, sau ăn 30 phút. Lưu ý là khi sử dụng bài thuốc này, chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước. Khi ra đường, che chắn kỹ da để tránh da tiếp xúc với khói bụi và ánh sáng mặt trời. Kết hợp với bôi nước hoa cúc vào mỗi buổi tối giúp hiệu quả điều trị nám nhanh hơn. Cách làm nước hoa cúc như sau. Các anh chị chuẩn bị 10 bông cúc tươi, rửa sạch để cho ráo nước. Chúng ta cho bông cúc vào cối giã nát, rồi trộn đều với mật ong, thoa đều lên mặt. Để 20 phút, rồi chúng ta rửa lại bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp trên đến ngày thứ 10, da dẻ của chúng ta căng bóng. Sau 1 tháng, nám tàn nhang mờ phai nhợt. Kiên trì dùng thêm vài tuần nữa, chị em sẽ thấy làn da trẻ đẹp, trắng hồng như thuở 18. Dược Sư Luận, thuốc nam của người Việt.